hy sinh từ bốn phương trời, về nơi đây cùng hát vang lời. Lời Việt thương ngàn năm vẫn hiên, đem quê hương giống nòi giống tiên, đến muôn nơi cùng hát khúc ca mẹ hiền. Cao Minh xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của Đài Global TV. Một lần nữa chúng tôi hân hạnh chào đón quý vị trở lại với chương trình Câu lạc bộ Tình nghệ sĩ Talk Show với Cao Minh Hưng và Minh Tuấn. Mình chào nhạc sĩ Minh Tuấn, mình gửi lời chào quý vị khán giả. Minh Tuấn một lần nữa xin kính chào quý vị khán giả của Đài Global TV. Kính thưa quý vị, bây giờ cũng bắt đầu bước vào tháng 12, sắp sửa tới mùa Giáng sinh. Cho nên anh em chúng tôi cũng xin chúc cho quý vị có một mùa Giáng sinh thật là vui tươi, hạnh phúc và được nhiều hồng ân Thiên Chúa ban cho tất cả quý vị. Cảm ơn. Quý vị thấy anh Minh Tuấn mặc cái áo màu đỏ như vậy là biết Christmas bắt đầu đến rồi. Kính thưa quý vị, thì mục đích của chương trình Câu lạc bộ Tình nghệ sĩ Talk Show của chúng tôi là chúng tôi tạo ra một nơi để tất cả quý vị, các anh chị có thể đến đây để giới thiệu những tác phẩm mới của mình trong tất cả các lĩnh vực văn học, âm nhạc và nghệ thuật. Song song dưới đó, chúng tôi giới thiệu những chương trình sinh hoạt cộng đồng với mục đích là bảo tồn và phát huy nền văn hóa Việt Nam ở hải ngoại. Ngày hôm nay chúng tôi rất vui mừng và hân hạnh được chào đón nhà văn Trần Yên Hòa đến với chương trình. Mến chào nhà văn Trần Yên Hòa và xin anh gửi lời chào đến quý vị khán giả. Tôi là Trần Yên Hòa, xin chào nhạc sĩ Cao Minh Hưng cũng như nhạc sĩ Minh Tuấn và xin chào tất cả các khán thính giả của đài Global TV. Mến chào anh, thì rất là vui là hân hạnh được đến anh đến với chương trình ngày hôm nay. Thì kính thưa quý vị khán giả, thì trên tay của Hưng là có quyển sách Đi Mỹ, một quyển sách tác phẩm rất mới của nhà văn Trần Yên Hòa. Thì trước khi chúng ta nói về quyển sách này, thì xin được phép hỏi anh là được biết là anh bắt đầu vào cái chương trình văn học nghệ thuật trước năm 1975. Thì nhân đây anh thể chia sẻ với quý vị khán giả về cái hoạt động văn nghệ gửi vào chương trình Viết Lách của anh không thưa anh? Thưa anh Cao Minh Hưng, thưa anh Minh Tuấn, thực sự ra cái văn nghệ Viết Lách của tôi là nó hình như nó trải suốt một cái cuộc đời của tôi từ những lúc mà tôi còn học trung học á. Thì tôi là quê ở Quảng Nam, Tam Kỳ, Quán Sườn, tất nhiên là một cái nơi mà rất là đèo heo, một cái tỉnh lại rất nhỏ ở miền Trung. Tuy nhiên rằng có lẽ là cái trong máu tôi có cái máu văn học nghệ thuật, thích văn thơ, cho nên cái từ năm 1964 thì tôi đã có những bài đăng ở trong các báo. Thì suốt trong chặng đường như vậy thì tôi vừa đi dạy rồi sau đó đi lính rồi đi tù cộng sản rồi qua Mỹ, tôi cũng vẫn đeo đuổi theo cái hành trình của tôi đã đi, tất nhiên là làm thơ viết văn và in sách để mà trình làng cho tất cả quý độc giả đọc thế thôi. Tất nhiên là mình muốn trải cái lòng mình tất cả về văn học nghệ thuật cho tất cả bạn đọc. Theo như Minh Tuấn được biết thì anh cũng đã từng là đi học ở trường đại học chiến tranh chính trị. Tức anh cũng là một sĩ quan chiến tranh chính trị. Vâng. Thưa anh Tuấn, thưa anh Cao Minh Hưng, thì tôi là một sĩ quan và xuất thân khóa 2 của trường đại học chiến tranh chính trị. Và sau đó tôi đã đi ra những cái đơn vị là như là sư đoàn 2 bộ binh, những cái đơn vị hành quân, rồi những cái ngày cuối cùng đến năm 75 thì tôi về bộ tư lệnh của quân đoàn 1, quân khu 1 ở Đà Nẵng. Rồi sau đó thì dĩ nhiên là còn ở Việt Nam thì phải đi tù cộng sản 6 năm. Tôi đi cũng trải dài hết những cái trại tù cộng sản ở trong Nam, như là Suối Máu, rồi Trảng Lớn, rồi Long Khánh, Long Giao. Trại cuối cùng của tôi là cái trại A20 Xuân Phước ở ngoài Tuy Hòa. Thì Minh Tuấn được biết anh cũng đã có ra mắt khán giả rất nhiều sách. Thì có cuốn nào anh viết lúc ở bên Việt Nam hay là có viết về những cái hành trình khi mà anh bị ở tù không ạ? Thì ở trong Việt Nam, cái khi mà tôi học ở trường đại học chiến tranh trị thì tôi và cũng những người bạn cùng khóa 2 với tôi tập hợp nhau để làm một cái thơ. Hồi đó là cái tuổi trẻ cho nên tình yêu rất là dồi dào, cho nên cái tập đó chung hình như là 12 người viết chung và ra một quyển sách tập thơ tình lấy tên là Lời Ru Tình. Sau đó thì chúng tôi vẫn viết để mà gửi cho những tờ báo ở Sài Gòn như tờ Tuổi Ngọc của anh Duyên Anh, rồi tờ Khởi Hành của nhà văn Viên Linh, hoặc là tờ báo Tiền Tuyến của quân đội Việt Nam Cộng Hòa hồi trước. Rồi qua đây cũng vậy, là cái quyển sách này, quyển Đi Mỹ này là cái tác phẩm thứ 8 của tôi. Minh Tuấn. Thì rất là nhiều quyển sách trước đây. Tức là anh sang Mỹ này theo diện HO. Vâng, tôi đi theo diện HO. Dạ, sang.
Từ khi mà anh đến Mỹ đến nay thì anh tất nhiên là chắc tiếp tục cái con đường hoạt động trong văn học phải không thưa anh? Anh có cộng tác với những tờ báo nào hay không? Thì là tôi đến Mỹ thì một phần là mình đi phải đi làm ở hãng để mà mình kiếm tiền đồ Nhật. Yeah. Nhưng mà tôi về thì cũng viết văn, làm thơ, thì tôi có cộng tác với những tờ báo như là tờ Người Việt nè, tờ Viễn Đông nè, rồi tập san cái thế kỷ 21 đó. Yeah. Rồi tập san văn học chẳng hạn. Rồi tôi trong thời gian đó thì là tôi cũng in được 6 cuốn sách rồi. Cái quyển thứ này ở bên Mỹ thì là quyển thứ 7 của tôi. Yeah. Nghĩa là có một quyển anh nói là một quyển ở Việt Nam. Ở Việt Nam. Yeah. Tức là bên đó phát hành hay là sao? Ở đó thì là cái tuổi của tôi thì mình tự in lấy, mình tự phát hành trong bạn bè rồi gửi tiệm sách nó bán rồi. Tức là cái quyển đó là hồi lúc anh còn Việt Nam anh còn ở Việt Nam mà hồi còn sinh viên, sĩ quan ở trường đại học chứ. Dạ, tức là một cuốn bên đó bên này và 6 cuốn rồi. Yeah, cuốn này là cuốn thứ 7, tức là cuốn thứ 8. Thì trong 8 quyển sách như vậy thì có cái tác phẩm nào mà để khi bạn viết ra để lại trong lòng anh nhiều kỷ niệm, tức là chọn một đứa con tinh thần của anh, thì anh thấy cái quyển sách nào anh ưng ý nhất không thưa anh cho đến giờ phút này? Có lẽ là khi mà mình đọc lại cái tác phẩm của mình thì thường thường người ta nói là văn mình mà vợ người, mà tôi thấy cái nào tôi phải. Nhưng mà có thể là cái tác phẩm này tôi viết công phu và tôi viết để thời gian lâu, mà mình cũng đã trải qua một cái đoạn đời của mình như vậy. Yeah. Cho nên tôi thấy tôi đọc lại nó cũng hay, cái truyện nó cũng hấp dẫn đó, cho nên nếu mà khoái thì có thể là tôi quyển này là không phải quảng cáo, nhưng mà thực sự là tôi khoái quyển này. Yeah. Cái quyển này có một cái tựa đề cũng rất là hay, tức là Đi Mỹ. Yeah. Hồi nãy mà trước khi ngồi để phỏng vấn này, mình có nói chuyện vui với anh. Mà hồi xưa là ở ngoài bến Bạch Đằng, ông Đức Trần Hưng Đạo mà chỉ tay xuống sông đó, thì nói tụi bay muốn khá thì phải kiếm đường đi vượt biên thì mới khá đó, phải không anh? Yeah, tức là bây giờ là tựa đề này cũng giống như là Đi Mỹ. Yeah. Anh có thể trình bày thêm là cái nội dung của cuốn sách này, anh đi Mỹ là sao? Tức là anh tả lời cái đoạn đường anh đi Mỹ hay là anh... Anh ghi lại những cái kỷ niệm. Thì thưa anh Cao Minh Hưng, thưa anh Minh Tuấn, cái quyển sách này là quyển sách với tựa đề là Đi Mỹ. Thì tôi cũng đã nói ở trong cái mở đầu của cuốn sách đó, là Đi Mỹ là mỗi gia đình, mỗi người có mỗi hoàn cảnh của mình. Nhưng mà riêng cái quyển sách này của tôi á, thì tôi chỉ ghi lại cái giai đoạn, từ có giai đoạn ở Việt Nam có cái chương trình HO á. Yeah. Tức những anh em mà sĩ quan cựu tù cộng sản đi cải tạo về mà trên 3 năm á, thì được Mỹ nó cho đi định cư ở Mỹ. Thì anh em ta ở trong tù ra thì rất là khổ sở, anh thấy không? Yeah. Hồi đó coi như là bị chính quyền địa phương đi nè, không cho ở thành phố này, phải đi các kinh tế mới nè, rồi phải vô rẫy rồi làm lụng suốt ngày như vậy, không biết trời trăng thế nào hết. Còn những người về thành phố nếu mà có được một chút thì họ đi đạp lô, họ bơm viết bít, họ bơm ga, bơm quẹt rồi vậy thôi, chứ thực sự không có một cái công việc gì để mà người ta làm khá giả hết. Cho nên cái vấn đề đi Mỹ đối với họ, để có tiền để mà làm hồ sơ đã khó rồi, mà qua cái cửa ải chính quyền của bên cộng sản á, thì tới phường cũng phải tốn tiền, rồi tới quận cũng phải tốn tiền, tới xuất nhập cảnh của thành phố cũng phải tốn tiền. Cho nên cái số phận của những người đi Mỹ rất là cam go, cực khổ quá. Cho nên tôi thấy rằng cái này cũng giải tỏa và để cho những người hoặc là ở hoàn cảnh như tôi, hoặc là những bạn đọc mà đã qua Mỹ rồi đọc lại để thấy rằng trời ơi, cái giai đoạn đó sao mà cam go. Yeah. Mà cực khổ mà yeah, quá như vậy. Đúng thì mình, đó là... mình cũng thấy là những người nào được sống ở bên Mỹ sung sướng thì họ không biết được. Yeah. Yeah. Những người mà còn ở Việt Nam, cái ước ao của họ được đi qua bên đây rất là lớn, họ có thể làm bỏ tất cả mọi chuyện, mọi thứ, tất cả những tài sản họ để họ được đi qua Mỹ. Yeah. Thì cái này là kể lại cái hành trình của anh. Kể lại không phải của tôi, nhưng mà đó một số nhân vật. Những nhân vật chính á, là những sĩ quan đi cải tạo về. Dạ. Yeah. Yeah. Thì em nghĩ thế là vậy. Yeah. Kính thưa quý vị khán giả, thì như những lời chia sẻ của nhà văn Trần Yên Hòa, thì chúng ta thấy là qua những nội dung, những cái mẫu chuyện mà anh ghi lại trong đây, chắc chắn nghĩ là có một cái giá trị lịch sử đặc biệt, không những là những người đã từng trải qua, mà em nghĩ là những người thế hệ trẻ sau này, các em đã có một cuộc sống rất là hạnh phúc. Đọc lại những cái mẫu chuyện như vậy, họ biết là những cái gian khổ mà thế hệ đi trước, những cha mẹ đã phải đi qua như vậy. Thì không biết là trong tương lai là anh có
có ý định là sẽ dịch cái quyển sách này ra quyển tiếng Anh chẳng hạn, để cho những em trẻ đây có thể đọc và hiểu hết những cái nội dung của ba quyển sách này không thưa anh? Thì cái dịch thì tôi cũng mong và cũng muốn chứ, nhưng mà phải nhờ một cái dịch giả nào đó có giá trị họ dịch cho mình thì mình rất là thích. Nhưng mà bây giờ thì chưa, tôi cũng chưa có cái việc đó. Nhưng mà tôi cũng xin nói bày tỏ với anh Cao Minh Hưng cũng như Minh Tuấn là cái ngày 11 tháng 12 đây á, là chúng tôi sẽ ra mắt sách cái cuốn này ở cái hội trường Nhật báo Việt Hero, tức là số 14861 đường Moran Street, Westminster 92, Cali 92683, tức là đường Moran là cái đường mà có báo Người Việt, báo Viễn Đông, báo Việt Báo, rồi VNCA, đài VNCA, rồi cái hội trường này là cái hội trường của Việt Hero, lúc 1 giờ cái ngày Chủ nhật ngày 11 tháng 12 năm 2011. Và đặc biệt là có rất nhiều hội đoàn đã bảo trợ cái chương trình này không anh? Như là thân hữu. Thì ở trong này thì có một số thân hữu của cựu sinh viên sĩ quan trường Đại học Chính trị Anh Trị, rồi một số thân hữu của học sinh Quảng Đà, rồi nhóm bạn văn nghệ của chúng tôi, rồi cái nhà xuất bản Văn Mới bảo trợ cái việc ra mắt sách của chúng tôi. Và MC bữa đó là Hoàng An và Khánh Hồng. Vâng, MC hôm đó là Hoàng An và Khánh Hồng. Diễn giả là nhà văn Nguyễn Đình Toàn, nhạc sĩ Nhật Ngân, họa sĩ Hồ Thành Đức, nhà thơ Thành Tôn. Và có rất nhiều giọng ngâm bên đó, có Mai Hương là phu nhân của nhạc sĩ Nhật Ngân, Hoàng An, Song Nguyễn, Khánh Hồng, Phi Loan, Hà Phương và tiếng sáo của Ngọc Nôi. Và đặc biệt là câu bộ tình nghệ sĩ có nhạc sĩ Cao Minh Hưng cũng có đóng góp. Các anh chị em trong ban hợp ca của câu lạc bộ tình nghệ sĩ cũng đến để nghe hôm đó. Thì cũng nhân như đây tôi cũng nói thêm một chút là trong cái vấn đề mà chuẩn bị để mà cuộc ra mắt sách thì tôi cũng mời được mấy diễn giả mà những như là Nguyễn Đình Toàn là một nhà văn nổi tiếng, ông đã được giải thưởng văn học nghệ thuật của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, của tổng thống Việt Nam Cộng Hòa năm 1973 thì phải, với cái tác phẩm của ông là Áo Mơ Phai. Rồi người thứ hai là nhạc sĩ Nhật Ngân. Tất nhiên tôi nghĩ rằng cộng đồng chúng ta ai cũng biết nhạc sĩ Nhật Ngân rồi. Ông đã phổ cho tôi một bài thơ là Khang Cổ Gọi Tình Về. Rồi họa sĩ Hồ Thành Đức thì có lẽ cũng ai cũng biết là ông này cũng triển lãm nhiều lần mà cũng rất nổi tiếng. Cặp song kiếm bích hợp là Hồ Thành Đức với Bé Ký thì ai cũng biết. Và nhà thơ Thành Tôn. Nhà thơ Thành Tôn là người Quảng Nam mà trước năm 1975 tới khoảng năm 68, 66 thì gì đó ông đã xuất bản một cái tập thơ lấy tên là Thấp Tình, cũng có nhiều tiếng vang lắm. Ông đã viết ở Bách Khoa, ở Văn rồi cũng khá rất nhiều. Thì cái hôm đó có một cái đặc biệt mà để tôi cũng xin giới thiệu với quý thính giả và quý khán thính giả và quý bạn đọc của tôi, một cái là cái nhạc phẩm mà Khang Cổ Gọi Tình Về của tôi á, thì ông nhạc sĩ Nhật Ngân của nhạc, thì cái hôm mà đại hội liên trường Quảng Nam Đà Nẵng năm kia đó thì là chị Nhật Ngân, tất nhiên là Mai Nương á, cái tên chị Nhật Ngân có tên là Mai Nương đã trình diễn bản đó, đã hát bản đó, và tôi thấy rằng chị Nhật Ngân hát hay quá, cho nên tôi cũng cố ý mời chị Nhật Ngân để mà hôm đó chị hát để trình bày lại cho tôi. Và cái đó cũng nhân đây tôi cũng cảm ơn chị Nhật Ngân với anh Nhật Ngân rằng đã tận tình giúp đỡ bạn bè. Cái đó cũng là một cái lạ. Còn ca sĩ Hoàng An á, thì ông này ở Oregon. Nhưng mà Hoàng An có một cái đặc biệt là ông hát rất hay, nhưng mà tại vì ở bên Oregon cho nên không ai biết nhiều. Không có lắng xe. Tuy nhiên rằng tôi chỉ nói một cái câu ngắn rằng là trong cái đêm mà 50 năm nhạc Tình Từ Công Phụng á, thì ông đã được hát ở trong cái đêm đó. Thì dĩ nhiên khi mà nhạc sĩ Từ Công Phụng chọn để hát trong cái đêm nhạc của ông thì là phải nghĩ rằng Hoàng An hát đến đẳng cấp nào thì là người ta mới mời chứ. Từ Công Phụng mời thì tất nhiên là phải có một giọng hát hay rồi. Rồi sau đó thì có Khánh Hồng, rồi có Phi Loan thì tất cả mọi người đều biết. Và riêng thì Song Nguyễn thì cũng sinh hoạt văn học nghệ thuật ở đây rất nhiều. Ông đã ra nhiều CD mà tôi đã nghe ở đài Little Sài Gòn Radio đã cho phát nhiều cái nhạc của Song Nguyễn. Nhạc Song Nguyễn hát cũng rất là
Dạ. Đó là tôi cũng xin trình bày qua dạ, cho anh Cao Minh Hưng với anh với tất cả các khán giả được nghe, khán giả nghe. Cũng được biết là anh cũng có một cái trang web Bạn Văn Nghệ phải không anh? Dạ. Vâng, vâng, tôi cũng thực hiện cái trang web Bạn Văn Nghệ. Ở trong này thì coi như là mình để kết hợp là những anh em văn nghệ đó. Anh Hưng thì có tình nghệ sĩ, mà có lẽ anh Hưng ra trước tôi phải không? Tôi thì có cái trang web là Bạn Văn Nghệ, tức là những người mà có những tác phẩm có thể gửi lên để post lên trên đó đây là tác phẩm phải post mà trong đó tôi có cái mục là mục Bạn Văn, tức là tôi ghi, ở trên đó thì tôi đăng một số tác phẩm về cá nhân của các nhà văn mà đã nổi tiếng đó, ví dụ như là Nguyễn Đình Toàn là cũng như là Thành Tôn là cũng như là những cái nhà văn mà trước 75 đã nổi tiếng thì mình đăng những cái truyện ngắn truyện dài của mấy người lên. Còn cái vấn đề mà thành lập cái Bạn Văn Nghệ là tất cả những anh em mà có cái khiếu viết lách đó đã có một thời viết lách thì mình cũng kết hợp lại với nhau để cũng như các câu lạc bộ của anh tình nghệ sĩ của anh Cao Minh Hưng thì họp lại nhau để nhau để mà ca hát, thì tôi họp lại nhau để mà làm viết văn làm thơ hoặc đọc thơ chẳng hạn vậy. Cũng như anh Ngọc Nôi là thường thường là mỗi khi mà chúng tôi có tổ chức thì mời Ngọc Nôi, Phi Loan, Khánh Hồng rồi lên để mà hát trình diễn cho tất cả đều nghe. Chính thưa quý vị, Minh Tuấn xin nhắc lại là cái buổi ra mắt cái quyển sách Đi Mỹ của anh Trần Yên Hòa được tổ chức vào ngày 1 giờ chiều ngày Chủ Nhật ngày 11 tháng 12 tại hội trường Nhật báo Việt Hero. Và nếu mà xin quý vị hãy tới để ủng hộ cho anh một quyển sách này, những người mà lớn tuổi đã từng đi Mỹ bằng vượt biên hay đó thì cũng lên đọc. Số điện thoại để quý vị có thể liên lạc với anh. Liên lạc với anh Trần Yên Hòa số điện thoại 714-360-7356. Và những người trẻ cũng nên tới để đọc, để hiểu biết những người cha, người anh của mình đã phải bỏ bao nhiêu công sức, bao nhiêu xương máu để đi tìm từng tự do. Thế nên mình lúc nào cũng phải gọi là appreciate những cái gì mình có bên đây. Thì kính thưa anh, thì một lần nữa, kính thưa quý vị, thì rất là cảm ơn anh đã đến trong chương trình câu lạc bộ tình nghệ sĩ Talk Show để nói về cái chương trình và cái quyển sách Đi Mỹ này. Thì kính thưa quý vị, như là những lời chia sẻ của nhà văn Trần Yên Hòa, thì với cái thành phần diễn giả ngày hôm đó rất là nổi tiếng, cũng như sự góp mặt của rất là nhiều anh chị em nghệ sĩ đến với chương trình của ngày ra mắt cuốn sách Đi Mỹ, thì em hy vọng ngày hôm đó sẽ quý vị đến ủng hộ anh rất là nhiều, cũng như là cả quá trình sinh hoạt văn nghệ của anh và trong văn học trước đây. Thì để kết thúc chương trình, xin mời anh có lời kết để gửi đến quý vị khán giả thưa anh. Kính thưa quý khán thính giả của đài Global TV, thì tôi là Trần Yên Hòa, thành thật kính mời tất cả các độc giả, các đồng hương, các bạn đồng môn Đại học Chính trị của tôi, tất cả cũng thương yêu tôi thì hãy đến với tôi ở trong cái ngày 11 tháng 12 năm 2011 tại hội trường Nhật báo Việt Hero ở đường Moran đó, và lúc 1 giờ Chủ nhật ngày 11 tháng 12 năm 2011. Thì tôi không biết lấy làm gì hơn là cảm ơn quý vị đã lắng nghe, và cũng như nếu hôm đó mà quý vị đến để mà tham dự với chúng tôi thì tôi muôn vàn cảm ơn. Còn sau đây tôi cũng cảm ơn nhạc sĩ Cao Minh Hưng, cảm ơn nhạc sĩ Minh Tuấn đã giúp tôi ở trong các chương trình Talk Show ra mắt sách này. Và tôi cũng cảm ơn đài Global TV đã cho tôi lên. Kính thưa quý vị, Minh Tuấn cũng đã giới thiệu cùng quý vị nhiều lần là Minh Tuấn thì chỉ viết nhạc tình thôi, nhưng mà người anh em sinh đôi của Minh Tuấn thì nhiều tài lắm, ngoài nhạc tình rồi hát nhạc đồng ca, và đặc biệt gần đây anh sáng tác những bài nhạc đấu tranh rất là hay. Hôm nay thì Minh Tuấn cũng rất hân hạnh được mời quý vị thưởng thức một bài nhạc đấu tranh mà anh mới viết là Vì Sao, nhạc lời của nhạc sĩ Cao Minh Hưng, và rất hân hạnh Minh Tuấn mời được toàn thể ban hợp ca của câu bộ tình nghệ sĩ tới hôm nay để trình bày nhạc phẩm này để cống hiến cho quý vị. Cảm ơn những lời giới thiệu của anh Minh Tuấn. Thì kính thưa quý vị, thì xin một chia sẻ rất là ngắn gọn, thì một lần nữa Hưng rất là cảm ơn tất cả anh chị em trong ban họp ca của câu lạc bộ tình nghệ sĩ đã bỏ thời gian để cùng Hưng để mang cái tác phẩm mới này đến quý vị khán giả gần xa. Thì Vì Sao cũng là một tiếng nói, một cái thông điệp mà Hưng muốn gửi đến trong cái tình hình đất nước hiện nay trước cái hiểm họa xâm lăng của Trung Cộng,
và sự yếu hèn của những người cầm quyền cộng sản trong nước. Thì quý vị xin quý vị thưởng thức nhạc phẩm này, và sau một vài thông tin thương mại chúng tôi sẽ trở lại để tiếp tục chương trình câu lạc bộ tình nghệ sĩ Talk Show. Vì sao anh trà đạp lên anh em dân Việt? Vì sao anh trà đạp lên tiếng nói tự do? Vì sao anh trà đạp lên trái tim Việt Nam? Vì Hoàng Sa, vì Sầm Lân chúng tôi xuống đường, vì Trường Sa, vì thôn tính uất ức trao dâng, vì quê hương đang uy viêm không thể ngồi yên. Nghe chăng tiếng kêu Việt Nam, người dân không thể lên tiếng, tay không giữ súng đạn thù, vì sao anh bên ngọn sơn lăng, quê hương trước nạn ngoài sông, sợ chi lũ giặc phương Bắc, bên nhau đoàn kết giữ gìn từng tập đất, từng hải đảo của người Việt Nam. Vì sao anh trà đạp lên sông ngòi tiên dầu, hãy ghi nhớ ta là cháu con của chứng vương lê lời quang trung, không bao giờ khuất phục ngoài sông. Vì sao anh trà đạp lên anh em dân Việt? Vì sao anh trà đạp lên tiếng nói tự do? Vì sao anh trà đạp lên trái tim Việt Nam? Vì Hoàng Sa, vì Sầm Lân chúng tôi xuống đường, vì Trường Sa, vì thôn tính uất ức trao dâng, vì quê hương đang uy viêm không thể ngồi yên. Nghe chăng tiếng kêu Việt Nam, người dân không thể lên tiếng, tay không giữ súng đạn thù, vì sao anh bên ngọn sơn lăng, quê hương trước nạn ngoài sông, sợ chi lũ giặc phương Bắc, bên nhau đoàn kết giữ gìn từng tập đất, từng hải đảo của người Việt Nam. Vì sao anh trà đạp lên sông ngòi tiên dầu, hãy ghi nhớ ta là cháu con của chứng vương lê lời quang trung, không bao giờ khuất phục ngoài sông. Hãy ghi nhớ ta là cháu con của chứng vương lê lời quang trung, không bao giờ khuất phục ngoài sông. Hãy ghi nhớ ta là cháu con của chứng vương lê lời quang trung, không bao giờ khuất phục ngoài sông. Dường như mùa đông đã về, ngoài kia con sóng gọi mãi buồn tên, xanh sao màu chiều sầu vương kỷ niệm, cô đơn một mình trong gió quạnh hiu. Dường như tình yêu đã xa, đời như chiếc lá vàng úa rụng rơi.
trời buồn nghe dạ rời, cô đơn phận người sâu nhớ không nguôi. Còn gì đâu nữa, cuộc tình đã quá xa rồi. Còn gì đâu nữa, rượu nồng cạn chén tàn phai cùng năm tháng. Tuổi vàng như nắng chiều về bóng ngã lưng đồi, tuổi vàng như gió chiều về buồn mãi không thôi. Yêu thương đắm say men nồng, chỉ còn nhớ thương mà thôi. Dường như đông đã về, ngồi ôm di vãng ngày tháng mộng mơ, chiếc bông bơ vơ với nỗi hững hờ. Hương xưa đã mờ, ngõ cũ rêu phong. Còn gì đâu nữa, cuộc tình đã quá xa rồi. Còn gì đâu nữa, rượu nồng cạn chén ly bôi. Bao nhiêu ước mơ trong đời giờ tàn phai cùng năm tháng. Tuổi vàng như nắng chiều về về buồn mãi không thôi. Yêu thương đắm say men nồng, chỉ còn nhớ thương mà thôi. Dường như mùa đông đã về, ngồi ôm dĩ vãng ngày tháng mộng mơ, chiếc bông bơ vơ với nỗi hững hờ. Hương xưa đã mờ, ngõ cũ rêu phong. Hương xưa đã mờ, ngõ cũ nhạc phẩm Tình Khúc Mùa Đông, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Tuấn và nhạc sĩ Phan, và tiếng hát của Hà Trúc Mai. Hà Trúc Mai, mến chào em trở lại với chương trình Câu lạc bộ Tình nghệ sĩ Thất Sâu. Xin em gửi lời chào đến quý vị khán giả. Dạ, em Hà Trúc Mai xin thân ái kính chào quý vị khán giả của đài Global TV, và em cũng xin chào anh Cao Minh Hưng và anh Minh Tuấn. Minh Tuấn cũng xin đại diện cho nhạc sĩ Nguyễn Phan cảm ơn Hà Trúc Mai đã trình bày một nhạc phẩm của Minh Tuấn và Nguyễn Phan rất là hay, rất là xuất sắc. Tiếng hát rất là ngọt ngào, hát rất là truyền cảm. Hà Trúc Mai, khi mà hát cái bài này lần đầu tiên em hát, cái cảm xúc em thấy một bài hát rất là có tính chất rất là thính phòng, phải không em? Rất là một cái gì đó rất là hay. Trong đó thì có thể chắc là bữa nay mình đổi vai như vậy đi. Mình sẽ là host, mình phỏng vấn anh Minh Tuấn đi. Bây giờ em hỏi ảnh coi là cái cảm nghĩ, cảm xúc nào mà anh sáng tác một nhạc phẩm hay như vậy cùng với nhạc sĩ Nguyễn Phan. Anh
Như là những cái thể loại nhạc trước đây em nghe trong cái CD đầu tay của anh á, thì có những cái cái thể loại nhạc như là đi điệu rumba, cha cha, tango, những cái dòng nhạc sôi nổi như những cái bài tức là bây giờ hai người phỏng vấn mình Tuấn ha. Vậy là anh phải ngồi chính giữa chứ. Nhưng mà thì kính thưa quý vị thì khi mà nhận được lại cái bài hát của anh á gửi cho em á, nghe cái rất là buồn, nó cảm thấy giống như là cô đơn lắm. Mà anh có cái cảm giác gì khi anh sáng tác cái bài? Kính thưa quý vị thì khi bắt đầu Minh Tuấn viết nhạc từ năm cuối năm 2009 á, thì lúc đầu Minh Tuấn là MC và ca sĩ đi hát đám cưới vũ trường phòng trà, nên nhạc của Minh Tuấn với em nói là hát những điệu nhạc vũ trường đúng không? Yeah. Tức là bebop, tango, rồi new wave, techno, cha cha, rồi rumba đủ hết. Thì sau đó thì Minh Tuấn học được một ông thầy là nhạc sĩ Nguyên Phan, bắt đầu train anh để viết nhạc gọi là dùng cái chữ hơi sang một tí. Đó, thì từ khi mà cộng tác với nhạc sĩ Nguyên Phan thì Tuấn và Nguyên Phan có viết một số bài nhạc tương đối là gọi là em nói cái nhạc nó thính phòng style hay là lai lai tiền chiến đó. Đó, thì cũng phải cảm ơn nhạc sĩ Nguyên Phan là người thầy đã giúp cho Minh Tuấn có những cái bài tình khúc mùa đông là tình cờ hai thầy trò ngồi thì thấy mùa đông mình phải viết cái gì cho nó lãng mạn tí, nhưng mà cái bài đó hay đó là phải nhờ cảm ơn em. Bây giờ anh phỏng vấn lại xin giới thiệu cùng quý vị Hà Trúc Mai là một ca sĩ rất là năng nổ trong câu bộ tình nghệ sĩ. Hầu hết các chương trình, những cái hợp ca hay là những cái chương trình của câu bộ tình nghệ sĩ, Hà Trúc Mai lúc nào cũng có mặt. Hà Trúc Mai cũng đã xuất hiện trên TV nhiều lần trong những bài hợp ca, và đặc biệt cũng có hát một nhạc phẩm Rã Rời của Minh Tuấn cái kỳ trước. Ngoài cái tài ca hát thì mình giới thiệu thêm, em còn là đóng kịch nữa phải không em? Và làm người mẫu nữa, em giới thiệu thêm tí đi, bữa nay là show của em chứ không phải là show của anh. Cảm ơn anh. Thì cái em đi về kịch nghệ thì trước khi em ở Việt Nam á, thì em có đi học qua cái lớp kịch nghệ. Nhưng mà cái ước mơ nó cũng không có được thực hiện được, là vì ba em cũng không có thích con gái cho em đi diễn hoặc là đi hát những cái đó. Nên là thôi cái ước mơ đó bị... dạ, bị cắt. Nhưng mà khi em qua tới Mỹ rồi á, thì cũng có lơ duyên tình cờ là cái công việc của em hiện tại là em làm nghề về trang điểm. Thì em cũng tình cờ em đi làm một cái show. Cái show đó về kịch. Thì người ta cũng đang cần một cái vai diễn, mà cái vai diễn đó em cũng thích lắm, nên người ta kêu em là đi casting thử. Và khi em casting xong thì người ta nói ok, cô này có cái năng khiếu đóng kịch. Thế là em vô em đóng cái vai đó. Tức là em đóng vai chính. Không được vai chính. Anh đó là anh đóng vai ác không ạ? Em đóng vai một cái cô gái tiểu thơ. Dạ. Đi tiểu thơ mà đi hầu cho một cái cô, cái đó là cô gọi là công chúa thời La Mã. Dạ, vậy xong... là chắc anh mà anh có yêu cô thì hầu thì không yêu cô công chúa. Dạ, nhưng mà rồi qua cái vở kịch đó em diễn xong thì cũng có nhiều người khán giả coi. Thì trong đó có những cái bầu show người ta cũng mời em đóng cũng được 2-3 cái vở kịch, thì em cũng rất là thích. Rồi từ cái đó thì em mới bước qua cái lĩnh vực ca hát. Là em cũng là người mẫu cho... Cái người mẫu thì thật sự cũng cái nào em cũng thích enjoy vô để mình thực tập, mình coi giống như là em cái học hỏi thôi. Dạ, cái đó là cái học hỏi, cái niềm vui của em thôi chứ không phải là cái... Nhưng mà cái đặc biệt chính. Thì Hà Trúc Mai có một giọng hát rất là ngọt ngào như vậy, vừa thưởng thức. Anh thấy em sắp sửa ra một cái CD sẵn đây thì em giới thiệu luôn, chừng nào ra CD thì... Cái CD đó là em dự định năm tới em sẽ làm một cái CD. Nhưng mà em muốn làm một CD đó thì em cũng rất là nhờ đến sự hỗ trợ của các anh chị trong câu lạc bộ tình nghệ sĩ. Vì trong những cái bài hát em chọn thì chắc chắn là phải có một bài của anh và một bài của anh Cao Minh Hưng. Và những cái bài hát mà em yêu thích của trong các tức là bài các... nào em bật mí một tí nữa không, tức là bài tình khúc mùa đông của anh với nhạc sĩ Phan, còn Cao Minh Hưng là bài gì? Trong vòng bí mật. Dạ, còn trong vòng bí mật, đúng rồi. Tức là bữa nay em hát trên này cho bà con, rồi em có hát một bài của chị Thi Linh đó phải không? Dạ đúng rồi. Dạ. Thì như các anh chị em cũng muốn là trong câu lạc bộ tình nghệ sĩ mình khi mà ra CD này thì em cũng muốn cái CD đó là trong cái những cái bài hát của trong câu lạc bộ tình nghệ sĩ mình thôi.
Dạ. Thì Trúc Mai đã sinh hoạt với câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ trong cũng gần 2 năm nay rồi. Dạ. Thì sẵn đây có thể mình nói trong dòng tâm tình như vậy, em có nhận xét gì về cái hoạt động chương trình của câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ không? Có thể chia sẻ những người bạn mà cũng cùng trang lứa với mình nghe về câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ mà không có dịp sinh hoạt nhiều như em, thì có thể em dùng cái cơ hội này để có thể em nói với những người bạn trẻ bên ngoài được không? Mời em. Thì khi mà em đến với câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ thì cũng có là một cái duyên. Em đến em tham dự một cái buổi sinh hoạt, và sau cái buổi sinh hoạt đó thì em thấy trong cái câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ mình có một cái gì đó, có một cái tình cảm rất là quý. Không phải là vì cái tình cảm đi hát không, nhưng mà sau cái tình cảm đi hát nó còn có một cái tình cảm khác, đó là mình gắn bó với nhau giống như một cái gia đình. Khi mà những cái cuộc vui, những lúc mình đi hát, rồi sau những cái cuộc vui mình đi hát đó, thì em cảm giác là mình không phải là một mình đoàn kết vì cái đi hát không, một cái niềm đam mê về nghệ thuật không, mà sau đó mình còn có một cái tình cảm khác, là mình cảm giác cũng như là một cái gia đình ấm cúng đoàn kết với nhau. Anh chỉ sợ em nói là em vô câu Tình Nghệ Sĩ sẽ cảm hứng đẹp trai quá đấy. Không phải riêng anh Cam Minh Hưng mà có anh cũng vậy, ai em cũng rất là quý nên cũng muốn là đi theo hết á. Phải mời em đi ăn mới được sao ở đây. Nhớ nha. Okay. Dạ. Và anh biết không, thì sau những khi mà em làm việc chung á, thì cũng khi mà em ra ngoài em cũng ai cũng có hỏi, ồ sao thấy em hát thường thường, bây giờ hồi xưa thì em hát rất là nhiều nơi nhưng mà sao giờ chỉ có thấy em trong cái câu lạc bộ Tình Nghệ độc Sĩ quyền, không vậy? Độc quyền tức là mình phải ký contract độc quyền ca sĩ Hà Trúc Mai, kịch sĩ và model Hà Trúc Mai chỉ dành riêng cho câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ không thôi. Thì em cũng chỉ nói là thật sự cái công việc của em cũng rất là bề bộn, nhưng mà em cảm giác là em khi em vô trong cái câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ thì em nghĩ đó là một cái mái nhà của em, một cái sân chơi của em, nên em chỉ làm việc gì nhưng mà khi nói tới câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ thì em đều hy sinh hết để em enjoy vô cái sở thích. Đặc biệt là Hà Trúc Mai cũng đã xuống San Diego giúp cho câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ San Diego cũng rất nhiều lần. Dạ. Khán giả đó rất là mến mộ em, hy vọng là em còn tiếp tục rảnh rảnh thì xuống đó hát để cho khán giả được yêu chuộng tiếng hát của em. Dạ, cảm ơn anh. Thì sẵn đây thì Hưng cũng xin phép cũng giới thiệu một cái chương trình mà các anh chị em trong câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ Hà Trúc Mai và các anh chị em trong ban học ca cũng sẽ đến vào ngày 18 tháng 12 này tại Viện Việt Học. Yeah. Thì cái ngày hôm đó là hình như là start lúc 7 giờ. Thì ngày hôm đó là cái chủ đề của chương trình là hát cho tương lai Việt Nam. Thì chúng ta sẽ chọn những bản nhạc nào để mình hát, để mình muốn nói lên cái tâm nguyện của những người dân ở hải ngoại này lúc nào cũng hướng về quê hương cho một cái tương lai của Việt Nam ngày càng tươi sáng hơn. Thì một lần nữa rất là như anh Minh Tuấn có nói, rất là cảm ơn những người bạn trẻ như Hà Trúc Mai đến với câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ và chọn nơi đây là một cái mái ấm cho gia đình mình để sinh hoạt, để tiếp tục phát triển cái tài năng của em. Thì dưới những cái dòng nhạc mà em đã hát, những bản nhạc mà em đã có dịp gửi đến khán giả của Đài Global TV cũng như là những cái chương trình trước đây, thì anh hy vọng và anh chắc chắn là một điều là Hà Trúc Mai tiếng hát này sẽ còn tiến xa rất nhiều. Mà dù có thể em tiến xa đến đâu nữa, nhưng mà anh Tuấn nói là ca sĩ độc quyền của câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ thế nào, forever, em nghĩ là em cũng sẽ em đến cũng, với chương trình. Dạ, thì bây giờ em có hát ở đâu đi nữa thì em cũng vẫn là người của câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ. Chúc Hà Trúc Mai lúc nào cũng thành công phải không? Dạ, rất cảm ơn Hà Trúc Mai có những tâm tình rất là quý báu. Dạ. Như là quý vị khán giả thấy, chúng tôi rất lúc nào cũng welcome những người yêu thích văn nghệ có thể tới để sinh hoạt chung với chúng tôi. Như là Hà Trúc Mai nói, như một cái gia đình, chúng ta rất là yêu thương nhau. Dạ. Có một cái sân chơi cho tất cả mọi người tới đây để vui chơi với nhau. Xin quý vị có chuyện gì mà muốn liên lạc thẳng với con chim đầu đàn của câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ Cao Minh Hưng. Thôi giờ em có một lời chào khán giả. Dạ. Mời Trúc Mai. Một lần nữa Hà Trúc Mai rất là cảm ơn được anh Cao Minh Hưng và anh Minh Tuấn cho em lên đây để cùng tâm tình với các khán giả của Đài Global TV. Và em cũng rất cảm ơn đến câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ cho em có cái cơ hội được phát triển những cái niềm đam mê, những cái sở thích mà đó giờ nhiều khi mình muốn nhưng mà mình không có được phát triển nhiều, mình cũng không có được cái cơ hội. Dạ, em rất là cảm ơn câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ. Mời anh Cao Minh Hưng giới thiệu một nhạc phẩm của nhạc sĩ Du Hùng. Để thay đổi không khí thì đến khúc chương trình này thì Cao Minh Hưng xin quý vị thưởng thức nhạc phẩm Tổ quốc ơi chúng còn đây. Một lần nữa sẽ được gửi đến quý vị qua phần trình bày của ban hợp ca câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ, nhạc và lời của nhạc sĩ Vũ Hùng.
À, xin mời Minh Tuấn gửi lời chào đến quý vị khán giả. Một lần nữa Minh Tuấn xin kính chào quý vị khán giả và chung chúc cho quý vị có một mùa Giáng sinh thật là vui tươi và hạnh phúc. Bữa nay anh em mình đều đỏ hết. Một lần nữa thì chúng tôi rất trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình trong những giây phút vừa qua. Như anh nhạc sĩ Minh Tuấn có nói là những tất cả những quý vị, các anh chị ở ngoài đó nếu có những tác phẩm mới có thể liên lạc với chúng tôi có một trang website là www.câulacbotinhnghệsi.com. Thì đến đây có quý vị có thể liên lạc với chúng tôi để giới thiệu những nhạc phẩm của mình, tác phẩm của mình, thì nếu chúng tôi có thể thấy được và thích hợp với chương trình, chúng tôi sẽ mời quý vị đến với chương trình. Và chương trình chúng tôi phát hành hàng tuần lúc 7 giờ vào thứ Bảy và 8 giờ ngày thứ Ba hàng tuần. Một lần nữa chúng tôi trân trọng kính chào quý vị. Tổ quốc ơi, đã bao năm con sống xa người. Tổ quốc ơi, đến hôm nay lòng vẫn chưa nguôi. Nghìn chung xa cách, biết đâu bờ bên, kỷ niệm thương mến vẫn in hằn vết trong trái tim con. Tổ quốc ơi, lũ vong nô chia cách quê mẹ. Tổ quốc ơi, đám vinh thần nhường đất quê cha. Người người đói rét sống trong nghèo khó, tự do công lý lấy đâu mà có, ơi hỡi quê hương. Quốc ngày xưa đình lý lê trần cùng muôn triều dân đập tan ngoài sông giữ vững sơn hà. Tổ quốc ngày nay làng soi bao quyền lòng dân đào điên khổ đau triền miên, ôi tổ quốc ơi. Tổ quốc ơi, chúng con đây thao thức lên ngày vùng tiến lên quyết sông pha giải phóng quê ta. Toàn dân cương quyết đấu tranh liều chết đòi lại quyền sông ấm no hạnh phúc cho con cháu mai sau. Tổ quốc ơi, đã bao năm con sống xa người. Tổ quốc ơi, đến hôm nay lòng vẫn chưa nguôi. Nghìn chung xa cách, biết đâu bờ bên, kỷ niệm thương mến vẫn in hằn vết trong trái tim con. Quê mẹ, tổ quốc ơi, đám vinh thần nhường đất quê cha. Người người đói rét sống trong nghèo khó, tự do công lý lấy đâu mà có, ơi hỡi quê hương. Tổ quốc ngày xưa đình lý lê trần triều dân đập tan ngoài sông giữ vững sơn hà. Tổ quốc ngày nay làng soi bao quyền.
quên lòng dân đào điên khổ đau triền miên ơi tổ quốc ơi. Tổ quốc ơi chúng con đây thao thức đề ngày vùng tiến lên quyết xông pha giải phóng quê ta. Toàn dân cương quyết đấu tranh liều chết đòi lại quyền sống ấm no hạnh phúc cho con cháu mai sau. Toàn dân cương quyết đấu tranh liều chết đòi lại quyền sống ấm no hạnh phúc cho con cháu mai sau.